We are 365. Xin chào các bạn. Thì ngày 17 này 365 sẽ có mặt tại Hà Nội. Và lần đầu tiên ra Hà Nội thì rất là vui vì được tham gia một chương trình đó là cuộc thi MOVIT tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và 365 rất là vui bởi vì nhóm cũng là một nhóm nhạc rất thích về vũ đạo nên là cảm thấy rất là hào hứng trong đêm đó. Thì 365 hy vọng là đêm nó sẽ là một đêm rất là vui, cũng như xin chúc các đội vào trong vòng chung kết sẽ đạt được những may mắn trong đêm hôm đó, và hẹn gặp lại trong MOVIT.